Thầy nói đời nay khoa học khéo cho tạo ra cái máy chạy do do thay quyền tạo hóa cho nóng lạnh đông á là hồi phụ vạn mô, mà có tiền mua lấy cũng nên cho ngặt khi dầu xăng hết điện. Đây là cái gì? Cơ trời đã sắp. Vì nước ngoài nó đang quýnh thì cái xăng dầu nó thiếu đi, nó phải đi đổ lậu xăng dầu 200.000 lít đó, rồi nó bắt rồi dưới nó ém thành ra xăng dầu mắc, nó sẽ cạn kiệt. Bởi thầy nó bể chầm lưng khô cạn sáu đàn thì tăng trị, nó sẽ là xong cái sáu đàn này nè, nó cạn kiệt hết năm dần thì qua năm mèo. Nó vô cuồng như con ốc, nó xiết vô xiết rồi lấy bộ, mỗi lít gắt nữa nó ra lửa luôn. Là năm dần niềm nổi bơ vơ qua năm mèo như vô cuồng. Mà năm mèo tháng hợi chưa buồn, năm mèo tháng hợi đi tuôn dầm dề là chết luôn. Rồi xiết tới năm dòng dáng máu đào là nó sẽ chết. Phải tiêu diệt cái cuộc tuần hoàn này không? Cái thiên cơ này, cái hoàng thôi, phải cái lực nó đi dòng. Bởi vì thiên cơ này là gì? Là tạo hóa đó, khiến đó. Bởi vì hồi xưa thì quýnh bằng kiếm, mà sao đại tiến thứ hai tới năm tư bơ mười thứ ba này nguyên nhân. Phật. À, thì kính thưa chú quý vị, hôm nay cũng gặp được Quỳnh Núc, thì cũng nhờ Quỳnh Núc chia sẻ về sự hiểu biết của mình về vấn đề giờ Nga vô Ukraine đó Quỳnh Núc, thì đó là có phải là cơ trời khiến không Quỳnh Núc, là nó có ảnh hưởng gì đến đất nước mình không, toàn cầu Quỳnh Núc? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vì đây là cũng cái cơ duyên của thành bổn ở đây, thì đây bổn phận mình cũng mừng được là vì cái sự tinh thần, vì đạo đức. Về cái câu nói của thành bổn vụ Ukraine nó có ảnh hưởng tới cái đất nước mình và đã toàn cầu luôn, đây là cái sự thật. Bởi vì là cái Ukraine nó sẽ đi đến cái cơ, kêu mình nói cơ rồi chút nữa nói cái sự và cái sự đục mưa luôn. Bởi vì đây là để nói cho nhà nhà trong đất nước mình và thế giới, có nhiều thế giới cũng hiểu được mình. Bởi vì mình cao, có người cao, đây lên mạng đây không phải là cái sự, bởi vì tôi cũng lên nhiều lắm, nhưng mà đây là cái tinh thần của thầy. Thì theo thầy nói là cái thiên cơ thầy tỏ hạt trơn tại mình không lao lý, chứ có cuộc tuần quần như vụ Ukraine với Nga thì đây sắp tới là nó có thể chết là 10 phần hết 7, nó gấp tới. Bởi thầy nói là cuộc đời chạy như tên, như tên. Thì Ukraine đây thì nó sửa sạn là bom nguyên tử, bị đây nó thua rồi, nước lớn đại bang mà nó thua thì nó sẽ đi tới bom nguyên tử, có thể chết 7 phần, là vì cái hơi nó có thể nó cuốn lôi nữa, là cuộc chiến tranh này nó ảnh hưởng tới Việt Nam mình luôn. Nhưng mà Việt Nam mình nói vậy chứ toàn cầu 10 phần hết 7, chứ Việt Nam mình có thể còn 5, bị gì nhập khẩu trung ương, cái người tu nó nhiều đó, thành ra nó có thể còn. Bởi vì cái Việt Nam mình là nhằm một cõi trung ương, sau này sẽ tại thế, là cũng như thầy nói về thầy cũng nhắc trong cái của mình là nước Việt Nam cầm cõi trung ương sau sẽ phát triển tại thế. Là cõi này là một cái địa linh, hồi xưa thì bên Ấn Độ, ngày nay ở bên Việt Nam. Bởi thầy nó trở về Nam là có sự sáng, cho chuyện tính rõ ràng chân lý thì nó sẽ có phát triển, sẽ trị được. Cũng như hồi xưa Tàu qua là kêu bằng quân Tàu, quân Phiên bành trướng nó qua mà không thể nào được. Nhưng một cái ở trên thiên cơ của thầy đã sắp là phải sắp xuống là 3 năm trước đẻ của ông Cụ Đẩm, thì tới 3 năm nó trổ ra. Cũng như cái cây đó, mình phải trổ bông, cái nào cũng phải trổ bông. Thì cuộc tuần hoàn chứng thứ 3 này thì đang phát tiên tại thế sẽ có là Bủ Sơn trị. Bủ Sơn sửa trị mới ăn ngôi trời. Bủ Sơn đây là gì? Là một cái bốn ông thẻ mình, tại hồi xưa không có mà ngày nay sao có là để hiện lên để trị. Bủ là gì? Là công luyện. Công luyện là người ta luyện, cũng như là con người phải luyện tập, cũng như là chiếc xe mình phải tập, hồi mới đầu không biết thì mình tập để được. Sơn là hành theo hạnh Phật Thích Ca, là khi mình phải giữ giới lực. Khi mình giữ giới lực được rồi mình mới nói năng là được. Khi mình giữ giới lực người ta phải nghe được mình, đã tin. Khi mà mình nói đúng đắn là linh, còn nói không đúng đắn là không linh. Thành ra cái linh là gì? Rồi sơn là hành theo hạnh Thích Ca, còn kỳ là kỳ này là kỳ quái trời nơi thiên đình. Khi mà Ukraine quýnh cái bom này rồi
trì nó đậm cả vũ trụ bọc bạc, nước biển nó sụt sâu, trái đất nó lưng chuyển thì nó mới dậy lên. Thì có thể là cồn sụp đầu, làm như kỳ quái là ông Năm Chèo nổi. Làm sao tiếng sấm đầu mà cù lao sụp nước làm đầu là ứng hiện lên. Nó do nguyên nhân đầu người của mình gây nên. Rồi thành ra nó mới có cái sụp đổ ra. Thì chuyến này là do loài người bằng gạo gây nên, nên ta không thể dùng phép linh mà của an bá tánh được. Nên kỳ này là nó phải tới, nói là nói vậy chứ, thầy nói chứ chờ ngày sắp tới. Bởi vì cái cuộc thế gian này nó thế gian nó đảo lộn, nó từng quần, nó khiến xây, nó hoàn lại, thành ra phải ảnh hưởng đến Việt Nam. Bởi thầy mới nói cái câu gốc là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cánh khổ cũng kề bên tai. Cuộc biến động nay nguyên ngày có cái hội này, trong cái người quân tử, cái linh căn phải mau ra, là thầy nói là thiện tính ăn cần, trong thiện tính tăng đồ, cả tiếng kêu cùng cấp chư tăng. Với thiện tính, thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, phải hiệp nhau để quy căn trợ lực với nhau. Cũng như là sao khi một người đồng đạo mà hiểu nhau, nó có cái tinh thần, đó là cái tinh thần trợ lực. Cả tiếng kêu cùng cấp chư tăng. Thấy không? Các cấp chư tăng là tăng đồ, tín nữ, thiện tính, ăn cần, lo lắm. Thì kỳ này nó ảnh hưởng thì thành phải mau mau, gấp gấp, chiên cần, còn có hội này. Kỳ này thì hiện nay mình không mua là nửa thao là không được. Bởi thầy có nói bài, cái câu bài là sớm mau mua lấy mặn đào thiên nhiên. Trần gian thiếu trái cây chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Thầy dùng thực tế, thầy không có nói linh phép trưởng gì. Thì đây cũng có đủ tam thiên lục bá nó xuống, là đủ đạo nó đang ẩn hiện trong cái YouTube chứ kỳ này nó ẩn hiện lên đó. Thì đây là khuyên nhủ. Mà trong đây có 36 vị đang xuống chuẩn bị ở nước Việt Nam mình Trung ương, đây là nói sơ thật. Bởi vì đây đạo của thầy là gia đời thực tế, hiệu lão sĩ gia đời thực tế. Thì thầy đang đài một tiếng, thầy đang dùng để coi đó. Chứ thầy đủ năng lực, nhưng mà cái đạo của thầy không có ta, không có xưng được. Phải nhường, phải chịu, thiệt thòi cam chịu phải đành. Thầy đang dùng để coi đó, coi đang dùng như thể dây dùng đằng bố bá gia. Thầy đang về An Giang rồi đó, thầy về An Giang rõ ràng đâu hay. Từ đây Nam Bắc chuyển xây, khi đây khi đó gia tài phương lớn. Cũng như tôi nói đây, từ giờ cái đạo lý thiên cơ đó, đó. Nhưng mà thầy chỉ đường luôn. Thầy chỉ đường là gì? Thầy nói khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại phật đường đó. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương đang chỉ ngõ đường đi nước bước là cái quyển tư. Thì nếu đây cả kính tiêu cùng cấp chữ tăng, tín nữ thiện nam bổn đạo, tăng đồ nghe cạn lời coi tâm kệ quyển tư, để dắt chúng sanh đi khỏi vào đường giải thoát, đường đục mưa, có chỗ đục. Thầy sẽ cứu, cứu lương hiền, người nào hiền Phật cứu, còn người hung cứu. Lực, đây là lực sàng sảy sẽ tiêu diệt. Mười phần là bảy đó phải tiêu diệt. Nếu ai mà cái cấp tư tăng là khi bỏ được cái ngũ quẩn con xấu thì là như cho ông Tàu Hòa Hảo á, thấy không? Nếu ông là phá ngũ quẩn việc lòng thoải mái là cái cấp đó, đó cấp chư tăng à, thành ra phải bỏ để mau mau cứu chúng sanh. Khi mình làm gương đó, người ta mới nhìn lại, nói làm. Giống như tôi nói đạo thông, tôi phải làm để cho người ta nhìn, bởi vì xung quanh người ta mới nhìn mình. Và thầy nói người tu có thể bắt tòng ai cũng biết, cũng trông nhìn. Thành ra cái chiến tranh này ảnh hưởng tới Việt Nam. Bởi vì mắt nhìn ngoại quốc thẩm thê Nam Ban cũng kề bên tay. Mà bây giờ kề ông Hiển bây giờ nè, Ukraine nó đang một cái bơm nó chở có thể là 30 cái bánh xe mà cặp đôi mà chở, mà nó bắn ra còn hơn cái nguyên tử hồi Nhật. Nó đang tiêu diệt á. Bấy lâu nay nuôi dưỡng tức nay tặng diệt lập đời. Thì nó sẽ chết 7 phần, còn kỳ gầu là chỉ 1 phần thôi. Còn kỳ này là 7 phần á. Nó tới mau mau á, gấp á. Mà cái cơ là gì đó, thầy biết cơ trời. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho bổn đạo của mình tường nơi lao lý, cái lý tường quần nó định đó. Lý tường quần là gì? Giặc trời nè, mà binh này cũng binh trời nè, mà Covid này cũng của trời. Trời là sao? Không phải ông trời, mà do cái thiên nguyên thủy hồi xưa, thời nguyên thủy rồi nó mới có cái thời là con vua được làm vua, con sải được vua quét cha quýnh nguyên thủy đó. Rồi con vua được làm vua thì khiến có tư bản nó quýnh liền, quýnh con vua được làm vua là tư bản ấy, phải đẻ ra không? Thì tư bản xong thì có Bác Hồ là đảng Đông Dương Hồ Chí Minh ở Đông Dương về lập đảng Cộng sản
giải phóng và cách mạng được nào, nhưng mà còn cải lương. Hiện bây giờ nó thúc nè, cơ trời nè, lực trời nè. Thì hiện bây giờ trong nước Việt Nam mình, bây giờ nhà nước Nguyễn Phú Trọng tứ trụ và Đinh Văn Nơi triển xây đang bắt hưng thịnh nữa là tới. Mà cái Việt Nam mình sau này là ăn cám là gì? Là vì cái thịnh phát này là cái ngân hàng nắm ở quốc tế nó mới đem về đây. Mà ngày nay đã ló nha, nó triển xây, nó lọc đó, thì bắt rồi sổ tới. Khi mà ngân hàng ngưng thì công ty Việt Nam mình mặn được đó. Hiện bây giờ ở thành phố mình, một cái công ty này là đang 1.200 người đang ngơ ngác, 50 tuổi, 40 tuổi đang làm mà chuẩn bị là bảo hiểm mà rút cuộc nghe nói rồi, bây giờ đang ngơ ngác bắt đi. Có ở thành phố mình nó đang khổ tới nơi, nó như siết chặt đổi thai một phút, một đổi thai máy thiên cơ một phút thì nó ảnh hưởng đó. Nam mô A Di Đà Phật, nên dán chào. Dạ, thì còn về gì xăng dầu ở Quỳnh Lúc? Về xăng dầu thì đó, thầy cũng nói cho mình mà thầy nói mình không có tin, chưa thấy chị thờ nó đưa chưa tin. Hồi đó đâu có tin thầy, tới ông cả ông không tin, mà sao tin thì nó đã hết rồi. Đó thầy nói, đời nay khoa học khéo cho tạo ra cái máy chạy do thay quyền tạo hóa cho nóng lạnh, đông ái là hồi phụ quặng mo. Mà có tiền mua lấy cũng nên cho ngặt khi dầu xăng hết điện. Mà mình thấy hồi đó đâu có dễ gì, mà bây giờ ở thành phố mình đã thấy không? Nửa chừng cái điện phải sắp hàng rồi gì mà nó tăng mắc mà về mắc luôn. Là do gì đâu, nguyên nhân gì? Đây là nói sự thật, đây là cái gì cơ trời đã sắp. Vì nước ngoài nó đang quýnh thì cái xăng dầu nó thiếu thì nó phải đi đổ lậu xăng dầu 200.000 lít đó. Rồi nó bắt rồi dưới nó ém thành ra xăng dầu mắc, nó sẽ cạn kiệt. Bởi thầy nó bể chầm lưng khô cạn sáu đàn thì tăng trị, nó sẽ là xong cái sáu đàn này nè, nó cạn kiệt luôn, nó ti dị tới bất tử, nó xăng dầu sẽ hiếm luôn. Bởi sợ đời nay khoa học khép cho tạo ra cái máy chạy do gió thay quyền tạo hóa cho nóng lạnh, ngặt khi hết dầu nó xăng mà nó bất tử. Cũng như nói cái ngân hàng ở thành phố hiện giờ bất tử nó vậy, rồi mấy người trong nhân viên nó chết rồi, bây giờ gì nửa chừng gì nó ngã ngang. Cũng như mình xài điện giết rồi ra tôi sạc bình, người ta cúp điện chết rồi vậy, nó chết rồi. Phải không? Thì xăng dầu ngày nay nó biến chuyển, thiên cơ nó gắt gấp đổi thai một phút, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành thi ngày nay như trên bay. Cũng như mình nói trên bay là gì, cũng như cái tiệm vàng Bảo Lục thấy không, nó lộ ông tiệm vàng nó khóc á, nửa chừng khóc á, đổi thai nó nào thiên tai nào nhân tai rồi nào bệnh đa binh đa bệnh, cấp thế giới binh lương cũng thúc đang tranh giành giết với nhau vì cái con sáu này. Thì đây là vậy, nhưng mà thầy cũng có cho mình đục mưa là cái chỗ thầy kiếm đạo lý nhờ nhỏ để thất nghiệp. Mà nhờ nhỏ là gì? Khi mình đạo lý là mình giữ qua cái thần thức, qua tinh hoa, qua thần thức là như tàu hảo, con người nào mà nhất tâm mới kịp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Này đang đà gặp dịp tu hành, nếu mà mình còn hững hờ nói trong đây, đây con người mình từ những các người mà đi quay đây cũng kẹt trong dòng lục đạo, phải nhất tâm mới kịp. Mà cái việc thầy nói thì bây giờ lơ là rồi nữa Phật đâu cứu được, thành ra là nó khổ ách này đã thức tỉnh trần đó, nó sắp hạ rồi đó. Mà tại vì chúng sanh còn mê, nhưng mà thầy cũng thương dẫn về vì thấy chúng sanh còn hỏi say mê đây chúng ấy làm than khắp chốn, mà thầy đang thấy đáng thương muốn gieo duyên một tiếng cười mà hồng lòng không nở khi người còn mới gì không thông pháp lực. Người nào thông pháp lực là chuyển say liền, mau gấp liền. Mà nhưng thầy thấy trong lục tỉnh khắp trong lục tỉnh đều giải dối, thầy đang buồn đang tủi mô Phật. Dạ, mô Phật. Dạ thì cũng xin hỏi Quỳnh Úc là những mà cái tháng mà cuối năm dặn Quỳnh Úc thì theo như đại cũng thấy thì nó chịu phải chịu là bà con phải chịu là phong tai hỉ tai quả tai nhiều quá Quỳnh Úc. Có. Dạ. Vậy thì chính xác cái cơ thì không phải đây thầy nói rồi mình mới lượng. Những lời nói thầy mình phải suy nghĩ thì cuối như năm nay tháng 10, tháng 11, tháng 10 Phước Trăng á, 14 tháng 10 là Phước Trăng, rồi tới chết là ăn chết đông là nó ngày siết chặt cái cơ, nào quả tai, nào thiên tai, nào nhân tai, nó đủ, nó thu, là thu gì? Đó là ngày nay là đó, việc bàn ăn của chúng sanh mỗi nhà tôi đang đi là đang thê thảm than không, nó hút lại đó. Đó cũng như bây giờ nói thiên tai gì không mưa gió gì rồi cái mít đó, bây giờ trồng lên cái bây giờ nước bây giờ rút cũng kịp cái nó đổ
Muốn không được, nếu muốn được đâu khổ. Ở Đức Phật nói nếu muốn được không khổ, vì đây là do cái lực tuần hoàn trong cái bộ lực tiêu hà. Nếu ai cũng ra khỏi cái đó mới được. Cũng như Thái tử, ông ra bốn cửa thành, ông thoát khỏi mới được. Cũng như mình ở trong nhà, mình đâu có thấy nhà toàn vẹn, ra ngoài đường thấy cái nhà toàn vẹn. Thì ai muốn qua đó phải đi vào cái đường đó, ông nhất tâm mới kịp. Và phải giải thoát như ông Tàu Hảo, đó là người nhất tâm. Chứ còn kẹt hết trơn. Thành đây nó tới lầm than khắp chốn hết trơn. Thương trò liệu hiệu luôn. Thầy mới lo cái gì, dán cho thầy một cái đòn này. Thầy đang về An Giang, phàn hồ luôn. Đây là tôi nói sự thật. Và tôi đây là nói gì cái giảng của thầy và cái lời của Phật Thánh mà mình đã kinh nghiệm, đã thấy được cái bộ, là mình đã luyện luôn, là mình nói mình làm. Chứ còn nói đạo lý ai nói được, nhưng ăn thua cái làm của mình. Người ta dòm cái thực tế. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì Quỳnh Núc cũng biết nhiều cái cơ mặt của Quỳnh Núc. Quỳnh cũng biết là trước đây có những lời tiên tri nào các Phật Thánh đã tiên tri mà bây giờ đã ứng hiện chưa Quỳnh Núc? Có ứng hiện rồi, đã lộ nè. Thầy nói nè, những lời của tiên thánh tại người chúng sanh thấy chứ người trên ta thấy. Chi nhân chi tướng bất chi tâm, dò sông dò biển dò chứ người thánh ta dò được. Là nó lộ nè, đã thấy lộ cơ trời bốn, hết nào thiên tai, nào xăng dầu, nào nước ngoài, Ukraine nó quýnh ngàn binh ngàn tướng, nó lộ. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng diệt lầu gian, tầm kiếm đầu tiên. Đó. Mà cái chiến này diệt là không phải như quýnh bằng kiếm, quýnh bằng T-54 bơm bừa mà bằng hạt nhân. Nó lộ á. Đã thấy lộ rồi. Vậy anh em trong bộ bổn đạo của thầy phải thương thầy, phải mau mau làm gương để người ta thấy đó mà ta mua. Cả cấp, các cấp chư tăng tích tự nữ thiện nam bổn đạo á, phải làm. Chứ còn nói chúng sanh thì mình phải thương ta, người đời mình không nói. Để làm gương đó, đặng cho ta mua. Trần gian thiếu trái chua chua, bây giờ trái ngọt không mua tại mình. Mà do trên không làm dưới không phục tùng, cho điều ngoài dưới không phục tùng. Phải lấy lẽ công để cho ta nhìn. Cũng như tôi nói phải tu được. Đây ở tròm sớm rồi, chính quyền ta cũng nhìn đúng. Mà mình làm đúng ta không dám làm, bởi vì chân lý. Còn mình làm sai là bị. Nói gì? Thì hiện bây giờ về dương thì có công an ấy, nói gì ngày nay. Còn âm có lương về biển là vô di. Giống như thầy nói chiếc ghe không bước vô mà bước vô có chừng á. Cái gì? Có, thầy nói ở trong nuôi mát lại khô cho tôi bước vào đó máu đào trào giá đó. Không có hiểu sao. Đó, kêu đừng bước vô mà bước vô coi chừng. Chứ thằng giặc chứ không phải thầy giặc. Cái du di. Nên xin vô bước vào ở trong mua mát lại khô. Thì nói tôi có sẵn tiền cho đủ cho ông. Bước nhào vào đó là máu đào tôi ra. Thầy là cái mẫu chuyện thầy. Thành ra cái lực du di nó gì? Lươm lục yểm. Bởi vì mình kẹt trong cái lòng lục đạo là gì? Khi mình đã nằm ho thì phải ho thôi. Không có cấm ho được. Chỉ có Đức Phật mới toàn diện toàn mỹ. Đây là mình mượn lời Phật Thánh và mình cũng phải dựa theo Phật Thánh và mình phải kinh nghiệm theo Phật Thánh. Mới có cái quyền năng, quyền di. Cái gì? Mô Phật. Thì theo như Quỳnh thấy là cái trận đại dịch nó qua rồi thì bây giờ bắt đầu là chiến tranh. Chiến tranh? Yeah. Không phải chiến tranh không. Mà còn giặc là trời là Covid nó tới là kêu bằng sinh ra đó là biến di thương ngại là nó di ra là đây là khí độc nó bỏ bơm này nó bỏ rồi hơi nó hút con người hút một trung an cũng chết luôn bảy hết chết bảy phần còn hồi đó trốn được vô rừng này kia được đã chứ hai bơm bừa núp vào được xe tăng T-54 được còn thứ này là, bởi sau này thầy nói là chết như mụ xương thành núi máu thành sông mà tại chúng sanh còn mê không thấy được không dừng lại khó dừng lại vô có luôn lục bụp nó chiến tranh bây giờ hiện bây giờ Nga thấy không quýnh mà bây giờ nó tiêu rồi mà như gì nó đóng trong viên về nữ luôn lên phi công nữ ngồi thấy thương mà nữ phải kẹt trong vòng của Nga đều phải làm ngàn binh ngàn tướng xu ra chiến trường cũng đồng xương bá xương dương thành ra chính con người thế giới này ngày nay bị con xấu nó nuốt cả thế giới luôn mà trừ những cái ông vua đó mà biết phục thiện thì ông dừng lại thì được hòa thuận nói gì ngày nay là nó phải gấp gấp mau mau trong hội này nó ngày nay gì ngày mai khác nó lỡ rồi chứ mô Phật yeah. Thì bây giờ để theo để thế bây giờ cũng nó gần hết năm cọp rồi đó Quỳnh Núc thì hết năm dần thì qua năm mèo nó vô cuồng như con ốc nó xiết vô xiết rồi lấy bộ mỗi lít gắt nữa nó ra lửa luôn là năm dần nhiều nổi bơ dơ qua năm mèo như vô cuồng
mà năm mèo tháng hợi chưa buồn, năm mèo tháng hợi đi chung dầm dề là chết luôn. Rồi siết tới năm dòng dáng máu đào là nó sẽ chết, phải tiêu diệt cái cuộc tuần hoàn này thôi, cái thiên cơ này thôi, cái hoàng thôi, phải cái lực nó đi dòng. Bởi vì thiên cơ này là gì, là tạo hóa đó khiến đó. Bởi vì hồi xưa thì quýnh bằng kiếm, mà sao đại tiến thứ hai tới năm tư bơ mười thứ ba này nguyên nhân hạt nhân do loài người, mỗi người chế ra đó. Thời kỳ phong kiến thì ông kiếm này là ông linh đó. Rồi đại chiến hai thì bung bừa ông này ông chế ra. Rồi thứ ba này là nguyên tử là các đại bang quýnh. Bởi thành ấy cờ đã thắt, ăn con chó chi, chờ nước tướng, tướng nó quýnh, chiến tướng rồi. Là đình lại, thiên đình để lập thượng ơn. Đó chỉ những người có cái nhất tâm đạo tinh thần sống tinh hoa, những người quân tử mới sống thôi. Còn một thôi, Như Lai lập đời, phải không? Nếu mình hững hờ là bị, thì trong đây nhà nhà trong các nước cũng vậy, nên kinh nghiệm chỉ có đạo lý nhờ nhỏ để thất nghiệp, để đến việc người thất nghiệp nhờ nhỏ, chỉ có cái đó là nhờ nhỏ. Còn nếu đi ngoài dòng này là theo tăng là khổ, theo người xưa mới kịp, theo dõi gót người xưa mới kịp. Này đã là gặp dịp rồi đó, cái đường lỗi thầy chỉ rồi đó, cái đường khai ngọn đuốc đó, chỉ đường mô Phật. Thì bên lúc thì theo như để thấy là cũng có chiến tranh, thì có dịch bệnh, thì có nạn tai, thì có những cái đó để làm gì bên lúc? Để mà cho thức tỉnh người đời, khổ ách này đang thức tỉnh người đời cho ta quay. Cũng như chuyến cầu bệnh, chuyến cầu người ta cấp sau người ta đi lễ 18 tháng 5, lễ ông cố, lễ ông ba, rồi Phật thầy đi mà về cũng bị gì nữa, bị gì không thấy đường. Đó, hồi xưa nay tu hoài không ai thành là gì nữa, nó mạt pháp. Mà thầy nói sao mạt pháp? Pháp thay đổi cho cụ mà gì hiếm thánh tài. Việt Nam hiếm thánh tài, thánh đạo tăng du. Chỉ nói đạo như tôi nói thông mà không có làm, không có hiện hình, không có thành khuôn. Sắp màn cảnh trí chuyển thành khuôn. Bởi thầy mới buồn, thầy mới tủi, đang thầy đang về. Trách nhiệm thầy dán cho thầy một cái đòn này, đang ẩn hiện, ẩn ẩn hiện hiện đây. Và những cái mạng lên YouTube đây là lên nhiều á, nhưng mà đây là nói sự thật, khuyên nhủ trong cái tín đồ thầy nên chấn chỉnh lại, đừng nói quá, cái gì phải nói thực tế. Và đồng thời những vị thiên ma xuống nên xét lại, mà nữa ở trên ta hút lại, cứ như nói cái phim tài thiên mà sao ở trên ta mẹ xuống thua chứ. Mà tôi nói đây không phải tôi nói quá thành ta, tôi là bà hàng dân lý, tôi này có nhiều vị ở trên trời xuống nói thượng đế đó, nhằng trời mưa mà các là đạo gặp tôi rồi, tôi kêu mấy vợ lại dẫn lại nhà tôi rồi tự nhiên giúp. Mà mình nói quá thành ra cái ta, thành giống giá. Nhưng mà nhà mình là người quê mùa hen, nhà nghèo hen, sát nghèo, nhà tợ cái liệu hen. Nhưng mà nói phải làm. Đây là tôi cho số điện đó, rồi cho số ấp đó, số xã, số huyện, số tỉnh. Chứ tôi không phải như người ta mà không có cho số, để mà đi lợi là thấy. Để làm thực tế, đạo là thực tế, chứ đâu phải là phép linh, trưởng phép gì đâu. Nếu mình không làm, mình không ăn, mình no, không ai no cho mình. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là mình ở đạo của mình, chứng Như Lai của mình. Nhất tâm, nhất tâm là gì? Rồi nhất nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương, bát nương, rồi chính nương là củ phẩm liên hoa, chính phẩm sai ổng đi đó. Mà thầy phải sai năm sắc lệnh không? Mà năm sắc lệnh này chú thấy không, lệnh A Di Đà bảo ta chuyện dài, lệnh Như Lai, lệnh lớn không, rồi lệnh Ngọc Đế, rồi lệnh của Thích Ca, rồi lệnh Quan Âm. Năm sắc lệnh không ai qua thầy. Nói đây là nói sự thiệt để bàn chân lý cho các sư cũng gì, không ai qua thầy. Bị ổng thu trong các lực các kinh, cũng như nói Phật này Phật kia, chứ ổng nói thập pháp thăng là thu các toàn Phật rồi đó. Ổng ngắn vô đó. Rồi mùng 7 kinh Du Lan, thì trong cái bài ngũ nguyện có kinh Du Lan là ngũ nguyện cầu Phật mẫu tại đường Tăng Long, phòng quá khứ trường vắng thầy phương, ông đang giúp trong các lời các kinh hết. Thầy là siêu việt, còn thanh sĩ là duyên giác, là chỉ nói thông đạo pháp vậy thôi, chưa siêu việt bằng thầy. Thầy ông nói không làm được, còn mình đây cũng là cái bóng trăng, còn thầy là ánh trăng. Bởi vì bóng trăng cậy cho thầy mượn đi thôi, tôi nói tôi làm luôn. Đây là nói thật thật, chứ nói quá thì tôi không dám nói. Nghe mô Phật. Thì Quỳnh Úc có nhận định gì về cuộc chiến tranh này, có khi nào mà nó không thua, nó dùng nguyên tử luôn không Quỳnh Úc? Nó không thua, nó dùng, quyết định. Bởi vì cơ thầy biết, bởi vì khi thằng Nga này biết sao nó dùng không? Bởi vì nó nước đại bang, nhất là Nga, Trung Quốc,
Mỹ là cường quốc á, thì khi nó thua nó đâu chịu thua, cũng như tôi ở đây mà tôi đâu chịu thua, nó dùng nguyên tử, đó là hạt nhân tới mới chết bảy, nó phải đi tới, nói là nói vậy chứ thầy trời thấp thoáng, khắp trong sáu tỉnh đều dạy giống, thầy biết luôn, nhưng mà cái trách nhiệm thầy phải làm, đặng quần lại phong thần trở lại, khi mà tiêu diệt này là bởi mới xăng dầu mới bạc á, bởi vì nó ngũ hành nó tiêu diệt thì nó mới thua. Ngập ngừng ngắn là chiêu ban thập bát ngập ngừng ngắn ngồi dùng khùng nói chuyện bây giờ cho ai hiểu chút thiên cơ tại trời, cũng như cái sông bài tôi lủi nó không chạy, mà khi tôi la nó không chạy đâu, mà mưa cái nó xách chiếu nó chạy giặt trời, mình trời định chứ không có ai định, trời đã sắp đặt đã lâu rồi, nó phải tới hạt nhân. Mà nói tôi nói đây lên mạng đây nữa, nó chiếu là những lá cây cái gì trong rừng cũng chiếu lại hết á, lúc xa và chết sẽ chị đó. Nhưng mà mình nói phải đâu cho đó, có ngằn có nghĩ, chứ không nói lố quá cũng được, mà nói thấp quá cũng được, mà nói ra đúng nói, còn nói nhiều không hay, mô phật. Dạ, theo như đại thế thì lúc mà chưa có chiến tranh thì như là những cái mỏ dầu kia người ta khai thác không ít, bây giờ có chiến tranh là người ta khai thác nhiều đó. Đó, bởi như anh nhìn, hồi chưa chiến tranh hồi xưa chưa có khai, còn sau này là mỏ dầu, mỏ than, mỏ chì, mỏ đồng đang khai đó, nó giúp ở dưới. Bởi thầy nó chuột nhỏ đào đồ ổ quá sâu đào lòn năm chuột mấy năm đó là tiến tới bây giờ nhiều mỏ, chú nói đúng đó, nó mới khi cái đó nó mới bông tự nó động nó sụp nó giúp nó sụp, như bình thường tôi đào cái đó chưa đâu mà nó rung rinh quá nó sụp xuống đó, do nơi di dịch từng quần mà ra biến di thương hại do lòng người mình gây, nó đang chúng nó đúng rồi, nó đang đào mỏ mỏ xăng mỏ dầu mỏ chì đủ một số mỏ nó đang làm đó, là biến di cơ trời tạo quá khiến xây đất trời xu sụp bị giông luôn, thương đời ông tưởng là thăng ông mới lưu lạc, ông đang khổ mô phật. Đây là dùng sự thiệt để nói để tôi gì chứ mình gì, có người cấp cao người ta trí thức ta thấy, người trí thức ta thấy mô phật. Yeah. Thì theo như để thấy là đầu canh tí là bắt đầu là những đó đó đó. Yeah, đầu canh tí. Yeah. Tí sủ là dựng 12 luôn chứ hả? Là dựng 12 luôn hả? Dựng 12 luôn đó, sao dựng 12 không dựng 13, 14 là lý do là sao? Là 12 giáp á, dựng 12 mai duỗi mấy hai đó thấy ông lý á. Nhưng mà này là nói cơ, nhưng cái người trí thức hiểu, còn sao mà dựng 12 không dựng 11, 13 nó có lý, dựng 12 mai duỗi mấy hai làm cho vỏ mặt cho mài thượng quân học phục giáp, cái trong cái 12 con giáp này tới là tí sủ rồi hen, dằn rồi năm dằn cuối này tới là cuối năm dằn nó khó tới nữa, khổ tới nữa. Rồi qua năm mèo nó vô cuồng, rồi năm hợi chưa buồn, năm mèo tháng hợi á, cái năm mèo nó có 12 tháng nhỏ luôn, tháng lì tung dầm giờ mà chưa có mấy ủ ơi, trung ương dòng lộn mới ê hề thay phê là chiến tranh, rồi nó mới đổi qua năm gà mừng túc lúa cho con, miễn con nó đủ mắt, còn cái chi là năm đó là khổ, rồi tới năm gà là mừng là tức hợi rồi mới định thân đó. Có không? Thì trong 12 dựng 12 này nè, nam mô A Di Phật. Vậy đó là cái cơ quỷ diệt luôn hay gì? Cơ quỷ diệt luôn, phải quỷ diệt, phải diệt mà. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại khắp lê thứ thế giới biến di thương ngại, di không? Khi không xong giờ nó mòn mỏ, chúng nói đúng rồi. Sao mà hồi đó hồi từ năm tí giờ hồi xưa không đào mà nó bây giờ mỏ đồng mỏ chì mỏ gan mỏ thép mỏ xăng mỏ dầu nó đang trung đoàn với chuột nhỏ đó, nó tặng diệt là do loài người mình chứ không phải ông Phật trời. Ba tiếng sấm này cũng không phải ông trời nổ cho mình chết, ông trời ông thương ông Phật thương, mà vì tiếng sấm đầu là nguyên tử nổ, nó không phải bình thường như hồi hai trái bom Nhật, nó kinh thiên luôn đó. Bây giờ bắt đi nó có là mình nói thực tế, nó ba mươi mấy bánh xe cặp mà chở trái bom á, còn cái trái bom là nhỏ thôi mà chỉ hai tỉnh, còn cái này nó gì rồi về cái đó là cái nhân tai thiên tài thấy không? Đó như miền Trung á, tự Cần Thơ, Vĩnh Long đây gần thôi, nước ngập, sao biến gì? Nó gì? Nó gì? Bởi vì trái đất mình là hành tinh, nó chuyển quá nha, mô phật. Dạ, thì năm nay đã thấy nước lũ cũng cao á, điềm báo sao nước? Điềm báo, đó là ứng hiển á, cũng như mình nói sao mà tiếng sao bây giờ nó dậy lên là nước dưng nó mới lên. Rồi chim sao bay da gì là nó gì nó ứng hiện mình, thì việc nhỏ việc lớn cũng vậy. Mà bây giờ là bể bắt thấy không,
quân phiên rồi non tầng nó đang thúc đẩy Việt Nam mình danh giới chiến cầu cũng tranh giành nhau, mà nhờ cái quốc hội ASEAN người ta can thiệp nhiều quá, mình cũng vậy. Nếu mà ta nó quýnh lâu rồi quýnh không được, bị cái quy lực của trời muốn nhưng không có được. Bị giết Việt Nam là nhằm khỏi trung ương, là một cái con sông Cửu Long chính dòng, là đây là một cái địa linh, một nhân kiệt. Sau nữa Việt Nam mình có nhân tài, là bởi trở về Nam rất sự sáng. Sao ông ở miền Trung, miền Bắc mà miền Nam, rồi nước Nam Việt nhằm khỏi trung ương, sao có Phát Tiên? Ông Phát Tiên không phải ông trên trời ông bay, mà chú Triển chú, cũng như chú hồi thanh niên khác, khi cũng có vợ khác, rồi làm cha khác, rồi làm xuôi khác, rồi làm bà nội, ông nội khác, nó chuyển, kìm mình. Mà cái đạo này là năm 39 tới giờ, thầy chuyển xây là giảng với kệ lửa tiễn mình đó, để kìm cho mình thành một cái người ông Phật đó. Cũng như đây, không là gì, cũng như ông Nguyễn Trung Trực, ông Đức Cố, là cũng chuyển ông có người phàm mình, nhưng mà ông trung trực, ông mới thành thánh, thành như tiên. Thì con người mình sau này là chuyển xây, là lựa kiển, là giảng với kệ gia tài sửa kiển, kệ cùng ca lựa tiễn tâu hiền, là ông đang tuy ông muốn sanh nhưng ông gia tài ông dạy dỗ, là quy lực ở trên sai ông đi, thầy á, sai thầy đi, mà thầy phải mắc nợ mình đó. Phạm điên xử chưa xong, ta còn mắc cái nợ này mới làm gì? Chúng ngại nghi ông này không biết cái chi, mà giờ ông còn dùng ông như hà kính vậy đó, để coi. Nhưng mà Đức Phật không phải thua sợ, mà cái trách nhiệm của Phật phải nhường bộ chứ. Chú làm vua mà chú ỷ cái quyền lực, chú không có lực muốn chém ai chém sao, nhờ cái lực mà nó trị lực dân với lực. Bởi chú biết sao tại thiên mà cầm cái thước, sao không cầm gì? Cái thước là phép á, cũng như chú cắt cái nhà phải có cái thước, không thước cái nhà xấu. Còn phép là cái giới lực, là cái thước đó. Chú nói ra rồi tự nhiên minh. Giới lực á, nhìn giới lực như cái trung cấp, nhìn giới cấm sửa tâm. Nhưng ngặt tôi nói thông mà cái sự hành của mình chưa có, thành ra chưa thành khu. Sắp màn cảnh trí chữa nên khu. Trong bổn đạo, trong cấp chư tăng cũng nên sáng chỉnh đốn và sửa. Thì tôi khuyên anh em đây chỉ tôi phải làm. Nếu tôi không làm có chừng, hy hữu lắm. Cái gì? Mô Phật. Thì theo như bên lúc nha, theo mình nghĩ sao như vậy, cái chuyện mà chặn đại dịch rồi những cái đại nạn nó có phải là một cái đoàn gâu đánh cho chặn thế thức tỉnh không? Đúng, thì đó thầy mới nói câu là khổ ách này đừng thức tỉnh, nhưng mà chúng sanh nó còn mê bị không có thông pháp lực, nó cũng chuyển lại. Nhưng những người mà duyên sâu căn duyên, bởi thầy nếu có thiện văn căn sớm đợi cơ thiện ta quay đầu liền, mà những cái tốt nó ít, bởi thầy nó câu nơi cửa thánh hoành vắng chúng nhà ma chân chúc quá thêm đông, thì chính vị mới chết bảy phần, chết bảy rồi còn ba hai còn một mới ra thái bình. Nó đang lựa tiễn sợ cân này sàng lọc, cũng như tôi nói đây, cũng như sớm làm tôi nói nè, đó như bây giờ mấy người hung chết hết đó, như mấy nhậu nè, đen nè, bọ nè, hạnh nè, rồi xà nè, rồi lũ nè, là mấy người nhậu quay ti nó vậy chứ nó chết hết, nó làm giảm kỹ nó. Cũng như cái đậu mà chú trồng lên mà bị gió thời tiết không đúng, nó ngù lại, mà chú phải chích dưỡng, không ngù lại trái nữa ít. Mà khi thuận mùa, thuận gió thì nó sống thêm. Con người mình khi mà được cái đạo rồi không bệnh, không già, không chết luôn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi, hỷ xã, Phật ban phép lành. Không phải có, khi chú tu đúng đâu còn tâm vọng gì cái đó nữa. Lấy sắc thân dẹp nỗi bất bình là do nguyên nhân sanh ra đó, phải không? Bệnh tật tiêu tan, đã chánh đạo thêm sức khỏe, chặt dạ tinh thần thêm mập cá, bền lòng trí lực trắng, làm nhân ái ác tiêu bệnh tật, tu cầu thoát khỏi thử sanh. Cũng như chú bài và hai ly đá chanh tôi uống hầu dẹp không dẹp bể, sanh thì tử, mà mình không sanh cũng tử. Bởi thầy nói uống thuốc trường sanh đàm mấy lượng mình lượng, lấy chồng hộ nghệ mình có con thì phải lo. Mà bây giờ chú thấy không con là đỡ, còn có con hai ba đứa không có đất phải lo, lạnh lùng giọng ở đầu mình giết, còn nhức đầu mệt luôn. Đó là bệnh sanh bệnh, nguyên nhân sanh bệnh ra. Cũng như chú thấy bây giờ tôi thiếu chú 10 triệu mà tôi không trả, tôi sợ, tôi không thiếu tôi không sợ, tôi không ăn tứ đại thì tôi không sợ, tử thần nào dám giác hồn. Mà nhưng ngặt mình nói thông, mình không có hành theo lời của Phật. Thầy ông nói thực tế chứ không có nói gì, ông nói mà tại mình mơ hồ mình không nghe cạn. Mô Phật. Dạ. Thì theo như Quỳnh Úc thì từ đây về sau cũng có còn những cái trận mà đại nạn nữa không Quỳnh Úc? Còn, nó đang mạnh hơn luôn, bây giờ chưa có mấy. Bởi thằng bây giờ chưa mấy sao mới thấy mấy hồn nó dịch nó còn chết còn hơn nữa, rồi chiến tranh thiên tai đủ các đã thấy lộ cơ trời, nó báo ứng đó đó coi đó, mà phải mau mau gấp gấp chuyên cần chúng sanh còn ở lập thân hậu này.
Hỏi này là gì? Mình phải làm cái gì cho phước đức nữa, phước đức theo nhân quả. Cũng như tôi chú ngồi đây, hai người vui nữa quay vui, mà hai người quay hai người cũng lá quen mọi người, nhân quả, lực nhân quả cao diện, âm dương đồng nhất lý, không có thoát một ai, mãi lông không lọt. Vậy ta hãy làm việc thẳng ai, cứ bình trí có ngày thông thả. Mô Phật. Thì Quỳnh Đốc ơi, thì đại cũng có nghe là nhiều vị mà cũng gọi là cũng tu lâu năm. Mô Phật. Dạ, mà đại hỏi, đại cũng có hỏi mấy vị đó, thì mấy vị đó nói bây giờ tu không còn kịp nữa. Kịp. Tại vì mấy vị nói gì chứ kịp, tu nhất khắc ngộ nhất thời. Cũng như bây giờ huynh đệ mà không biết mà sau này biết rồi, nhất tâm thì thầy dụng cái lòng. Có tự giờ cũng như bây giờ tu hồi đó cho tu mà nghe huynh nói cái tu là Phật dụng liền, mà mình nhất tâm mình phải đi đó ta cứu cho. Cũng như vô nhà mà ở người đời mình, như vô tù đó mình 20 năm mà mình vô mà nó đi nhìn mình thấy nó được, nó ăn xá mình, ông này ăn xá, chuyến này ăn xá trong này được kịp không, nó không kịp. Liên qua tại thế đó, liên qua khi mình qua tinh thần mình hứng liền, cũng như ăn cướp mà nam diện cướp vậy đó, kịp. Tại vì trong cái sự này là nói thật, không phải nói mấy người đó thì cũng có cái đạo nhưng chưa có chính phẩm. Khi chính phẩm rồi mới thông đạt được đạo, mà mình nói đó không phải là mình thông. Nhất lương là gì? Lâm đó, nhị nương là đời đạo, mình phải tu đời đạo mình mới liên quan sẵn rồi. Làm sao khi tôi làm đạo đây rồi tôi vô nhà nước, tôi mới coi nhà nước Vũ Đinh La Thăng rồi Ngô Xuân Lịch, tôi mới nói chuyện, tôi mới thông, không phải liên quan sẵn rồi không? Vô nhà nước tôi mới biết được có đời mình mới được. Mà hỏi nếu đạo nhị nương á, tam nương là trong cái trong tam giáo nè, trong Phật pháp tăng mình phải xử. Tứ nương là tứ khổ, khi thái tử gặp bốn đường khổ mới tu, như chú bây giờ tu vừa gặp đường khổ tôi mới tu. Mà tứ nương nương xuống đây, ngũ nương là trong cái ngũ quận, lục nương là trong sáu căn. Con người mình có sáu căn, mỗi người ai cũng có sáu căn, có mạng nhãn nhĩ thân ý. Mà tôi nói đây chú đừng nghe, bởi vì chú thấy mặt nào cũng khác nhau, cả thế giới khác nhau, không có ai giống hệt. Chú nghĩ đi, nó đi nước này nước kia không ai giống hệt đâu, hiếm lắm. Trong đó là lục nương, thất nương là thất tình, bát nương là bát chánh đạo. Khi chú được bát chánh đạo chú sẽ được kìm chú lại, chánh kiến xem nhìn mình, họ không có đụng người đó tin mùa linh như cái linh rồi cái nó không có sai mình, nó kìm trong bát chánh đạo, nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh đó mới kìm mình. Mà bát chánh đó là nương xuống rồi chú mới diệt là cũ phẩm. Liên qua khi chú hiểu bát chánh đạo là chú sáng toàn bộ là cũ phẩm liên qua chính phẩm. Khi chú đó tự như nhiên chú nói chuyện, cũng như tôi nói đây không phải tôi biết đó, tôi đâu có cầm sách vở mà tự nhiên tôi nói được, đó là sáng ngời. Và mình nói đây cái chân lý nói gì? Rồi mình phải làm. Hiện bây giờ ta cần cái hành chứ không cần cái nói. Có nhiều người đạo lý hơi thông mà không sửa tánh đó. Rồi thấy đạo lý chứ nào thấy tánh đó. Còn ẩn nơi cái tim ốc sắc phàm. Sắc phàm là gì? Cũng như tôi nói là của tôi danh đắc, chúng ta nói tôi lắm đó. Mà hồi xưa mình cũng vậy, người phàm á, khi mình hiểu rồi mình phải nhường đó. Thành ra là cái mình còn cái phàm, mình qua được cái ngũ quẩn, khóa được ngũ, thu cho được con long ác nghiệt á, thì khắp nơi mới biết, mà thu không nổi thì bị nó. À, trong mình là con xấu đó, còn con xấu ngoài là cái ông năm trèo có luôn, sự thật luôn. Cái gì? Tại sao ông ở cái cồn đó? Sao ông ở cồn nào? Nó có lý luôn mà nói ra hơi dài, câu chuyện của mình vẫn hiểu luôn. Dạ, chắc bà con cũng biết hết rồi. Biết hết rồi, dạ. Mô Phật. Dạ. Đại có nghe được một cái câu gọi là tiền Âu hậu Á. Ừ. Thì tiền Âu là cho Âu hay sao Quýnh Đúc? Tiền Âu hậu Á là gì nè? Hồi bên cho Âu nó Quýnh đó, hậu Á đó là nó tới tiền Âu Á đó, dạ. Lung tung nhuộm máu đào. Tiền Âu hậu Á mình nó tới Á, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Úc, châu á. Dạ. Nghĩa giờ là đang cái chiến tranh bên châu Âu ha. Ừ. Rồi nữa nó tới Á. Mà nó đang chuyển á, nó đang bấm thầy mấy kêu mau mau trong bổn đạo, trong tín đồ mau cả vật chất tinh thần phải tung ra nữa, rồi nó không còn. Cũng như tiệm vàng, cũng như Ukraine, bây giờ các nhà giàu bây giờ tôi muốn kịp mà bỏ chạy luôn á, tới đó nó không cứu mình mà cái hồn mình của mình đó. Thầy nói đổ xác thay hồn, cái của chú tôi giật được, cái tâm chú tôi giật cũng được. Thành ra cái người trí thức ta mới nuôi cái tương lai. Thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước mà lận đàm tương lai. Cái thường nhân thấy, còn cái thánh ta thấy. Bởi như ông cố ở đó,
ông tung của hết mà ông được hưởng nè. Còn những hội đồng dư ở đó giữ của mà nó tiêu, quy lực nó đi ngược dòng nước. Mà nhưng hiếm lắm, thời kỳ này hiếm thánh tài, hiếm thánh đạo, tăng du hết rồi, ngô Phật. Thì bên Úc ơi, thì trước khi kết đề thì đại cũng có một cái thắc mắc muốn hỏi bên Úc như thế này. Ngô Phật. Dạ. Thì cái việc mà mình nói chuyện ở đây, mình lên mạng, thì nó có lợi hay là có hại gì đến bà con xem không bên Úc? Dạ. Không. Dạ. Bởi vì thầy nói mà nó đúng được. Mình làm sao mà lợi ích chung, vui lòng khách hết, vừa lòng khách đi, là nói chuyện đời. Còn việc đạo mình nói đây để làm chi? Tôi cần nói là gì? Tôi mừng cho anh em, không phải lợi, tôi cần tiền rồi. Cần cái tinh thần này ban giải như thầy, không phải nói mình như thầy. Như cái người xưa mà nước nó quá đông rồi, phải mượn cây ngồi viết để mà tung ra. Cũng như đây vừa rồi tôi nói cũng nhiều mạng, nhiều anh em, những dân hiếu rồi, thành bổn như chú rồi, La Thà làm Quốc Thành, Quốc Tạo rồi, Nguyễn rồi, đủ hết trơn là nhờ vậy mà ở Nhật, ở Úc, ở Mỹ rồi ở các tỉnh đang luyện tôi đó. Người ta quy y, người ta tu. Nó có lợi. Và khi có đạo này đó thì nó, chú biết sao không? Khi được cái đạo này nó hiền hòa, đỡ cho nhà nước luôn. Mà đạo tránh nha. Còn chú làm sao em được? Nó đỡ cho nhà nước luôn. Lợi ích chung cho xã hội, cho nhân loại luôn. Rồi có thể nước mình, rồi nước thế giới ngoài, người ta biết rồi nó yên tĩnh được. Bởi thầy nói, tu cầu là thuận gió hòa mưa đó. An hòa nhân vật, phước thừa trời ban. Cầu cho chư Bắc, chư Quắc, chư Ban, gia hòa đó. Lợi ngô Phật. Dạ thì cũng xin kết đề Quỳnh Úc có đôi lời nào nhắn gửi bà con mình, mặc dù là đang cảnh khổ nhưng mà vẫn nhất tâm tu hành ở Quỳnh Úc. Ngô Phật hay đó. Bởi vì đây là kết thúc, tôi cũng xin đây là tôi cần để mà vậy, chứ tôi cũng không hoàn toàn thông thao, cũng thi kiển, nhưng đây tôi cũng mong cho ở nhà nhà toàn thế giới và trong nước Việt Nam mình nên mau mau gấp để mà kịp, bởi vì còn kịp đó. Chuyến này nhiều anh em nói là không kịp chứ kịp, bởi vì thầy nói một chút cũng được, ít nhiều cũng hay, bởi vì khi mình quay lại người ta nghiệm xem, cũng như mình ở trong tù mà số 20 năm thì người ta thấy mình được ăn xá cho mình, thì ngày nay Phật đang xuống ở Việt Nam mình nói là tà chánh đang tràn trộn, ta đây đang đi là hồi xưa một năm thì trao một kỳ, còn ngày nay một tháng là trao, bị đông quá phải trao rồi mãn trăng ta sổ nạp một lần bởi sách nói đó. Thì hiện nay thì mong ở nhà nhà trong thế giới, trong đất nước nên quay kịp, bởi vì kiếm đạo để nhờ nhỏi đó. Mà nhờ nhỏi là khi mình về đạo, cái tâm mình hiền nữa, cái hiền ở theo mình đó. Thì mong anh em đừng có hững hờ là không kịp, kịp hết trơn à. Bởi vì thức tỉnh thì thầy độ cho, thầy sẽ cứu cho. Thầy, cái trách nhiệm thầy đang cứu đó. Thì thầy ăn về An Giang, thầy cũng nói cái câu này, ít lâu thầy về. Mà thầy, cái trách nhiệm này thầy phải dán cho thằng đầu này. Thầy phải Phật phải tính toan việc này. Bèo ơi, bay sao đứng như mèo để dân dân đang khổ, nhân dân đang ngóng trông chờ mình, ai chúng sanh nào cũng muốn tốt, cũng muốn giàu sang, muốn được chỗ, nhưng nó không có đường. Nó thành ra ngày nay cái trách nhiệm thầy, và thầy đang mượn người hiền, ước vọng người hiền như các nước, thầy đang mượn các cái linh tử xuống, và thầy đang nguyện mười phương chư Phật đó lai là những người nào mà đắc đạo họ quay lại cứu luôn đó hen. Thầy đang là mở các lăng luôn, thì ngày nay khi mình làm có ở trên người ta hỗ trợ cho mình. Kỳ này là kỳ xa tội, nay là một lúc rồi đó, nay dập dịp rồi đó, tu đi. Kỳ này là ăn xá rồi đó, kỳ xá tội rồi đó. Nam mô Phật nên dán, mà chỉ nghe theo quyển tư của thầy trong bốn cuốn, thầy không có nói cao kỳ nữa, không có nói nho văn nữa, mà nói trung đẳng để cho trong bốn cuốn đó, để cho mình là quyển tư chỉ đường. Thì ai muốn cứu thì ai muốn theo thầy, những người quân tử phải nhất tâm, phải làm khuôn để cho dân chúng nhìn, để gấp gấp cứu nhân loại trong lúc thời kỳ này. Nó đang nạn tai, nó đang sung nữa đó. Tôi nói đây đừng có nghe tôi nói tiếng nữa đó, đó. Đây này tới Tết rồi anh em thấy, rồi qua Tết tôi nói đây rồi vô đây nữa nó ghi lại chân à. Đó, những cái lời tôi nói không phải tôi được, rồi những như Quốc Thành lợi nó quay mấy lần, rồi Dương Cầm có theo tôi vừa đó, mà lợi quay tôi lần là 3 clip không ngồi chút không quay nữa. Bởi vì mình phải nói, mà khi một ngày sau thì anh em coi mạng, trong một ngày là nó 60 mấy ngàn người coi, nó gì thì mình phải nói cho chín chắn, bởi vì lên đây nó cũng khổ lắm, nó không phải, nhưng mà trách nhiệm phải làm. Đây là bị cái thời nguyền của thầy với mẹ, đây là dưng cái sắc lệnh của thầy, nói theo chí của thầy và phải làm. Nói đạo chứ tôi phải làm, nó khó lắm, cái ăn thua cái làm, chứ cái đạo ai nói không được.
Thì thầy ông nói gì chứ hiếm thánh tài, suối thầy đổ ra cuồn cuộn, nhưng mà hiếm thánh tài, mạt pháp, thánh đạo mất hết rồi, tăng du rồi. Nam mô A Di Phật. Nên cố gắng trong tín đồ, ai là đệ tử thầy phải cố gắng đi, phải thiệt thòi, phải chịu hy sinh. Nam mô A Di Đà Phật.